Vâng, xin chào các bác ạ. Các bác có nhìn thấy cái số 22 ở dưới đáy đi của cái em đồi này không ạ? Nghĩa là em này sản xuất đời 2022 các bác nhá. Và đến từ thương hiệu vua đầu bếp Yoshiroshi. Made in Japan luôn này, sản xuất tại Nhật Bản luôn. Chữ và chữ. Các nào mà biết tiếng Nhật thì sẽ biết ngay được chữ này. Đó, là sản xuất tại Nhật Bản. Một cái em Yoshiroshi 1 lít đời siêu cao luôn cho các bác luôn nhá. Bên trong thì có rất 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 là nhiều chế độ nấu luôn, chỉ có ở chế độ nấu con nhất của nồi này đấy, cái kẻ là làm bánh này, nấu mềm, nấu cứng, nấu cháo, nấu gạo lứt, rất rất nhiều luôn. Và đối với Tây Huyền sẽ dán dịch tiếng Việt cho các bác luôn ở bên này. Công suất của em nó là 1.105W đây, chúng ta chỉ cần cắm qua cái bộ đội nguồn 1.500V là hoạt động thoải mái luôn rồi, mới tới 90% cho các bác luôn nhá. Chúng ta phải xem cái răng này, ôi trời ơi, chu choa cái răng doang này nó quá là xanh luôn, vì dùng quá là ít. Chúng ta vừa mới bước sang năm 2024 thôi ạ. Đó, vừa bước sang năm 2024. Em này về vận chuyển về nữa thì đúng là bên Nhật họ dùng không hề nhiều luôn. Mà sản xuất đời 2022. Một cái em hàng bãi nhưng mà chất lượng thì rất là tốt luôn. Bên trong chỉ có một vài vết chấm nhỏ xíu để cho các bác thấy đấy. Quay rất là cận cảnh cho các bác và giá đôi giày Thái Huyền đang đưa ra chỉ với là 1.800.000 đồng cho các bác luôn. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Bây giờ chúng ta sẽ đi test thử em này xem em nó hoạt động ra sao các bác nhé. Hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đã sôi thoải mái luôn này. Và đồ Nhật Huyền đang test ở chế độ nấu nhanh. Đó, và chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng là nồi Nhật toàn chữ Nhật thế này thì biết sử dụng ra sao. Đồ Nhật Huyền sẽ luôn luôn gửi một cái bản dịch tiếng Việt cho các bác cũng như là dán dịch tiếng Việt bên ngoài nồi cho các bác luôn. Giá chỉ với là 1.800.000 đồng. Đó. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác nhé. Tôi luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc ạ. Ngoài ra Đùi Tây Huyền cũng có bán giá không bảo hành. Bác nào nếu muốn mua giá không bảo hành thì cứ nhắn tin qua Zalo, Đùi Tây Huyền sẽ báo giá qua Zalo cho các bác luôn. Một em Yoshiroshi đời siêu cao 2022, hàng lướt. Giá thì cực kỳ là bình dân. Xin mời các bác ạ. Chúng ta hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Đùi Tây Huyền theo số điện thoại 0936811346 nhé. Ngoài mẫu nồi ra, đồ Nhật Tây Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm khác hiện nay cũng đang có giá ưu đãi Tết rất là tốt, kể cả là hàng mới và hàng đã qua sử dụng. Mời các bác nhắn tin qua Zalo để có thể được tư vấn chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đồ Nhật Tây Huyền.